A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy, thì bố thí cho con hỏi. Thưa thầy, con là Nguyễn Hoài Nam, sinh năm năm nay con 40 tuổi, ở xóm 7, thôn Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội. Thưa thầy, con bị u tủy cột sống cuối năm 2013. Con đã đi mổ, sau thời gian chữa trị con có thể đi lại được. Nhưng một thời gian sau, chân con lại bị teo dần. Đến cuối tháng 12 năm 2016, con bị một trận sốt cao và từ đó không đi lại được nữa. Đi vệ sinh cũng không làm chủ được mà phải đóng bỉm. Đến giờ thì con phải đi bằng hai nạng. Cũng trong thời gian đó, năm 2015, con vẫn còn chút sức nên đã nhận công trình làm đường điện 500kW ở Hà Đông. Công việc của con và một nhóm công nhân là đào chân cột điện. Nhưng trong lúc thi công, con có đào phải một ngôi mộ cổ. Bên trong là một cái hộp bằng gỗ đen rất nặng, được chôn sâu dưới vùng đất trũng, không có ai nhận. Khi đào lên, con có đi mua tiểu sành và chôn cất hài cốt đó lên vùng đất chỗ cao cẩn thận. Một trong những người bạn của con còn mời người cúng đến, tức là mời thầy cúng đến. Sau đó con mua đồ lễ và gửi tiền cho cô chủ nhà gần ngôi mộ đó và nhờ cô hàng ngày mua đồ lễ thắp hương cho ngôi mộ đó một ít ngày. Nhưng con còn trẻ không biết hồi hướng cho vong linh trong ngôi mộ như thế nào. Một thời gian sau, vợ con đi đến nhà người bạn cùng làm với con thì người ta nói rằng việc đào được ngôi mộ đó là người ta cho nhà cháu ăn lộc mà nhà mà không biết đường. Xong việc con cũng không để ý gì đến chuyện đó nữa. Tháng 12 năm 2016 đến giờ thì con không thể đi lại được nữa. Trong gia đình con có mẹ, con thường hay đi chùa tụng kinh và niệm Phật. Mẹ con có ra chùa và quy y Tam Bảo cho con lấy pháp danh là Đức Hải. Nhưng con không có mặt ở chùa. Thưa thầy, vậy con đã chính thức quy y Tam Bảo chưa ạ? Đầu năm 2014, sau khi đi mổ về, con mở trang trại chăn nuôi gia súc để thuận cho làm việc tại nhà với bệnh tình của con. Vì chưa hiểu gì về Phật Pháp, xung quanh nơi con sinh sống, mọi người cũng chăn nuôi và giết mổ rất nhiều. Con thấy đó là việc bình thường của những người dân chúng con vì cuộc sống mưu sinh để nuôi dưỡng gia đình mình. Có thể do sự thiếu hiểu biết của con mà con đang bị tình trạng như ngày hôm nay. Thưa thầy, con xin thầy giúp con. Giờ đây con không biết phải làm gì. Con xin cảm ơn thầy. Cái này cũng có nguyên nhân. Về nguyên nhân như là câu hỏi rất dài thì thầy đã đọc rồi, không ấy lại nữa. Nhưng mà tóm lại như thế này. Thế bây giờ nên hướng dẫn Phật tử này cái cách để gì? Để mà giải quyết cái chuyện mà đào mộ hay cái gì đó vân vân gì đó, nó cả một quá trình dài mà xảy ra rồi bây giờ cũng không thể lấy lại được nữa. Nhưng điều quan trọng bây giờ Phật tử này thì nên tự mình phát nguyện đọc kinh Địa Tạng lấy 100 ngày. Kể cả ngồi xe lăn rồi cũng nên đọc. Mà không đọc được thì bảo mẹ hoặc vợ hoặc người thân chúng ta gì lập cái đàn nên đọc kinh Địa Tạng. Mà tốt nhất thì mời được đạo tràng vài Phật tử đến để cùng đọc cho được 21 ngày, 7 ngày hoặc 21 ngày tốt nhất. Nếu mà mời đạo tràng được đông đông khoảng độ 7 người, chục người trở lên thì đọc 7 ngày thôi. Lập một cái đàn ở nhà thì có thể làm 7 đĩa hoa quả, 7 lọ hoa, 7 chén nước và 7 cái ảnh Địa Tạng hoặc một cái ảnh Địa Tạng cũng được. Đấy, để làm một cái bàn ở trên phòng thờ nhà mình hay ban thờ nhà mình đó. Để nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 7 ngày. Nên trong 7 ngày này thì nên gia đình ăn chay, đừng có giết mổ, giết hại gì cả. Và nhất tâm đọc từng mỗi ngày lấy một bộ kinh Địa Tạng. Và nên cúng cháo và phóng sinh nữa. Nên tức là cúng thí thực cuối, thời cuối của kinh Địa Tạng nên thì nên phóng sinh và thí thực nữa thì tốt. Đó, và đem công đức đó để hồi hướng cho cái vong linh đó. Chúng ta không biết tên cũng không quan trọng. Cứ hồi hướng, chú tâm để hồi hướng cho cái vong linh mà ngày tháng năm đó đó. Mình nhớ được ngày tháng thì tốt, mà không thì nhớ được tháng, nhớ năm được. Và đào gặp phải cái mộ đó như thế. Nay đem chôn cất lại chỗ như thế. Nhưng gì có thể là do chưa khiến các vị ấy chưa hoan hỉ, chưa hài lòng. Thì mình cứ xin sám hối đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật này để hồi hướng cho vị ấy. Và mong gì Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp, sẽ chỉ đường dẫn lối và cho vị ấy sớm được đi thoát hóa đầu thai với cảnh giới tốt đẹp hơn. Còn nếu mà ở lại cảnh giới quái âm đấy thì được siêu thăng cảnh giới, được thăng quan tiến chức, nó nôm na như thế.
hồi hướng cho như vậy, vân vân. Nếu biết nói nôm thì cái tốt, không nói nôm thì nên ghi ra một cái tờ giấy, ngày nào mình cũng đọc kiểu như vậy, tụng kinh xong đọc như vậy. Trước tiên là nên làm cái điều đó. Xong rồi ấy, nếu mà còn nhớ cái khu mộ nào đó ở đó thì nên bảo người, nếu không đi được nữa thì bảo người nhà đến cái nhà bà, nhà chị ngày xưa mình nhờ mua lễ đó, hoặc nhờ bạn của mình ấy, đem về bảy cái chén nước ở giữa đó, thì mình mỗi ngày tụng mình nhoan ra một chén nước cho vào cái chai, xong hết 7 ngày thì mang cái gì, cái nước đó lên để vẩy vào cái mộ đó, vẩy vào cái mộ đó thì tốt. Và có một cách nữa, nếu không tự làm được thì bắt đầu từ ngày 22 đến 28 tháng 10 âm lịch tới đây thì cho vợ hoặc cho người thân đến đây để theo tụng kinh Địa Tạng đây suốt cả 7 ngày, xong rồi xin cái nước đó về lên đó, để lên đó các sư sẽ hướng dẫn cho, không có thể lên đó gặp thầy hoặc là gặp các sư hướng dẫn cho làm cái bài vị để siêu độ cho người ta, siêu độ cho cả gia tiên của mình nữa. Và sau đó thì hết 7 ngày thì sẽ cho mấy chén nước, 3 chai nước, 1 chai nước thì mang đến cái ngôi mộ ngày xưa đó để dưới lên để cầu siêu cho họ. 1 chai nước thì để vẩy ở trong nhà mình cho nó mát mẻ đất cát, 1 chai nước thì vị này lấy để uống thuốc. Và quan trọng là vị này cũng phải gì, nên đọc kinh. Nếu không đọc được kinh thì chỉ cần niệm danh hiệu Địa Tạng hoặc danh hiệu Quan Âm cũng được. Còn vợ hoặc là con hoặc là mẹ đọc kinh cho, thay cho thì cũng được. Để xem, thì mong rằng nếu làm được như thế thì một thời gian sau có thể viết thư lên cảm ơn và bạch thầy thì con đã thì do tụng kinh mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì đã đi lại được rồi. Đó là điều hạnh phúc nhất cho gia đình của nhà mình. Còn hỏi rằng nếu mà bị liệt như thế không đi quy y được mà mẹ ra chùa đặt quy y hộ mà có pháp danh Đức Hải có được không? Nếu mà trường hợp mà bị ốm bị liệt không thể đi được thì trường hợp quy hộ thì phải sao? Thì về phải đọc lại. Cái người mà quy y hộ đó thì về thì cái khi quy y đó phải nhất tâm sướng tên người đó và đọc tên người đó. Tức là mẹ phải sướng tên cho con, đọc tên cho con. Sau khi về á, thì phải lấy cái chứng điệp và lấy cái gì? Lấy cái phó chúc đó đọc lại để cho gì? Cho cái bệnh nhân đó nghe. Thì trường hợp đó gọi là mang giáo chỉ hay mang sắc chỉ của Phật đến để gì? Để tuyên cho trường hợp đặc biệt đó thì được. Nhưng trong cái ngày đi quy y đó, trong luật nói là cái người mà bệnh nằm ở giường đó cũng phải nhất tâm để hướng quy Tam Bảo. Và nhờ cái người đó, người thân đó đi ra quy cho mình. Và ra xong nhận cái người thân đó ra nhận cái sắc chỉ, tức là cái tờ điệp và tờ báo chúc đó xong, về lại phải như lý như pháp đọc. Nếu bệnh nhân đó mà còn ngồi được thì ngồi lên để nghe pháp, hoặc còn quỳ được thì quỳ lên để nghe pháp, nghe cái sắc chỉ, đọc cái tờ phó chúc và tờ điệp đó và tờ phó chúc đó. Đọc tờ điệp thôi, còn tờ phó chúc thì bao giờ chết thì mới đọc, hoặc cứ đọc luôn cho nghe một lần khi còn sống thì cũng được. Đó. Nếu mà gì không quỳ được, không ngồi được thì nằm, thì phải gì chắp tay, mà tay không chắp được nữa thì về thân phải gì, phải cung kính để tiếp nhận giáo pháp ở cái tờ điệp tam quy đó thì vẫn đắc giới như thường. À, nếu làm được như thế thì vẫn đắc giới. Còn nếu chưa đạt được làm được như thế thì về thì mẹ cũng không biết để đọc cái tờ điệp đó cho con. Con cứ nghĩ là mình đã đắc giới rồi, như vậy chưa được đâu. Nếu như vậy thì tốt nhất tới đây gì nên quy lại, nó không đi được thì phải nên quy lại kiểu như thế thì mới được. Đó. Thế còn Phật tử này thì cũng nói rằng gia đình thì có bây giờ làm người chăn nuôi, giết mổ các thứ. Bây giờ thì hiểu Phật rồi thì nếu mà thay đổi nghề nghiệp được thì tốt nhất. Còn không thay đổi được thì cũng rất khó. Chăn nuôi càng nhiều thì nghiệp càng lắm. Người tu Phật chúng ta phải hiểu rõ lý nhân quả như vậy. Tự mình giết hoặc bán cho người ta giết, tội cũng gần na ná như nhau. Đảng 8 lạng, đảng nửa cân thôi mà. Mà đảng 8 lạng, đảng nửa cân thì như thế nào thì tôi tự suy ra sẽ biết. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.
nào.